quê bà ở đâu, ở đây luôn hay là ở đâu? Ờ, ở đây đây luôn á, đó giờ Hồng Ngự này luôn. Ờ, cái mẹ ở đây á. Bà nói với con là bà ở được mười mấy năm ở dưới ghe, vậy thì trước đây bà ở đâu? Mà, cũng ở dưới ghe không á, mà cái ghe này nè, riêng biệt cái ghe này à, mình mua được á, mua dạ, có mấy triệu bạc à. Rồi là cả đời bà sống trên ghe luôn? Ghe lắm không á. Rồi tối có ngủ được không? Mưa dột không? Dột, cũng, cũng, cũng dột. Mưa dột. Dột, dột cũng đỉnh là giờ thao. Chỗ nào dột thì lấy thao rồi dây dây. Lấy thao? Đi lắng nói này là cái này giờ có chuyện gãy. Ừ. Trời ơi, cái mùng của ông với bà đó hả? Ờ, à, hùng bà. Này nước mạnh là gãy luôn á. Uống còn dài luôn. Mình uống vô đây luôn? Ờ. Ồ, mình uống vô đây mà người ta có trả tiền mình thêm không? Có, trả thêm. Là nhiêu nữa không? Trả thêm vậy là 100 cây này đó, rồi làm cho người ta đó thì người ta trả hơn hết thảy là 250 ngàn, 250 ngàn mà làm tới 2 ngày. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Đây là cái chiếc ghe của chị Nguyệt mà Bùi Hồ có quay cho cô bác quý anh chị xem đó. Nhìn rất là hiện đại và Bùi Hồ rất là vui trong lòng. Nhưng hôm nay mà đến đây thì cũng được sự giới thiệu của chị Nguyệt và Bùi Hồ cũng có để ý rất là nhiều lần. Và hình ảnh của bác quý anh chị, đây là một cái chiếc ghe một nát nè, của hai vợ chồng già lớn tuổi. Thì để tìm hiểu thực hư như thế nào, chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ lên đây và hỏi về hoàn cảnh của ông bà cho cô bác quý anh chị biết luôn. À, nhìn cái chiếc ghe nó được tùm và ở dưới này phần ghe nó đã mục lắm rồi. À, không biết như thế nào. Thì mà bây giờ mình sẽ qua đây. À, chiếc ghe thấy nó lắc lư cô bác quý anh chị. Ở dưới cái phần này là ghe cũ nè. Con chào bà. Chú ấy hả? Trời, cảm ơn chú Hồ. Dạ bà ơi, hôm nay thì con có đến nhà của chị Nguyệt. Dạ. Thì con được chị Nguyệt giới thiệu qua. Dạ. Bà có thể cho con biết là bà năm nay bao nhiêu tuổi không? 72 tuổi. Bà nghe nói là bà ở với ông hả? À, ông có ông nữa mà ông gốc tre mướn ta chợ đó. Ờ, gốc tre mướn hả? Ừ. Rồi hàng ngày thì bà với ông làm cái công việc gì? Có đi đặt cửa ngục. Cửa ngục đâu, nghe nào đâu bà? Đó xuồng nha, xuồng cửa ngục đó, đặt dưới đó, đặt dưới cửa ngục đó, có mấy cửa ngục ngoài đó. Đó. Ồ, chiếc ghe này đi được không ta, nước vô quá. Nước dạ, quá trời nước, ngày nay nước quá nước rồi, mấy ngày nay quá nước rồi. Nước ấy rồi ta lúc sớm người ta cũng cho cửa ngục kìa. Mà vách quá vách rồi chưa có giá. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ông năm nay 73. 73 tuổi mà vẫn còn lặn đêm đi là đặt cửa ngục hả? Ờ, còn đề bằng chờ sáng gì vậy, ông đặt đó. Mấy giờ là ông đi? 5 giờ, 4 giờ mấy 5 giờ. Khi ông đặt cửa ngục rồi về, cái ông đổ vô lựa cái đem bờ bán. Ngày bà với ông bán thu nhập được bao nhiêu tiền? 50, 70 cũng có nữa. Cũng có 100, cũng có ăn thu, cũng chạy nhiều chứ ít á. Cá có nhiều, có ít á. Dạ. Ờ. Rồi là buổi chiều là mấy giờ ông đi đặt? Buổi chiều 5 giờ. 5 giờ chiều sáng. Ông đặt được bao nhiêu cái? Được 12 cái. 12 cái. À. Là 5 giờ sáng ông đi, mấy giờ ông về? À, đi cỡ mà 7 giờ. 7 giờ ông đem về ông đổ cua, cái lựa cua này kia rồi. 7 giờ cái hai ông bưng lên đó, ngồi đó tôi bán. Bưng bờ bán. Là ông đi đặt bà bán ngày nào cũng vậy, còn thời gian thì buổi trưa này ông đi gọt tre mướn hả? Ừ, ông gốc tre trên chỉnh á, làm đít viêm đít rừng xé á. Ờ. Rồi, một cây gì 100 đồng. Có nghe nói bà đang mang bệnh trong người hả? Bệnh mới về ngày qua. Bà bệnh gì? Bệnh bị tai biến. Tai biến nè, giờ cứ khó quá cuộc sống đi không được, lết không. Rồi sao bà đem cá đi bán được? Thì ổng đem đi mình đi được, đi mà lấy cây ấy mình lên đi được, bò lên được. Bà thì chỉ lựa thôi, còn ông thì đem đi bán luôn. Ừ. Bà cho con hỏi là cái chiếc ghe của mình đó bà, mình ở được bao nhiêu lâu rồi? Ghe này ở hồi đó giờ cũng mười mấy năm rồi á. Dạ. Mấy năm á, mà giờ nó mục hết trơn rồi. Quê bà ở đâu, ở đây luôn hay là ở đâu? Ở đây đây luôn á, đó Hồng giờ. Hồng Ngự này luôn. Ờ, cái mẹ ở đây á. Bà nói với con là bà ở được mười mấy năm ở dưới ghe. Vậy thì trước đây bà ở đâu? Mà, cũng ở dưới ghe không á, mà cái ghe này nè, riêng biệt cái ghe này.
mình mua được á, mua dạ. có mấy triệu bạc à. Rồi là cả mà. Đời bà sống trên ghe luôn. Ghe không không á, hồi đó giờ sống ghe từ không. Từ nhỏ giờ luôn, từ ngày gặp ông giờ đi, cưới giờ luôn. Đi mà ăn gì con cái á. Rồi bà cho con hỏi là bà với ông có được mấy người con? Bốn năm người con mà dạ. Bây giờ cũng chứ không có đứa nào mà nuôi nấng gì hết trơn, tự mình nên là mẹ mà ăn con mà ăn à, chứ không có lo ngó cho mẹ gì hết trơn á. Đó, bốn người con, mấy trai mấy gái ba? Hai trai hai gái. Dạ, ở gần đây luôn. Nhà khá giả ở không? Bên Thường Lạc, không có khá gì trơn. Đi lên mà mua tiền dây bạc hỏi không? Không hồi đó tôi cũng đi mà người hỏi gì hỏi tiền dây bạc hỏi không? Không có người nào mà nuôi bà được sao? Không có đứa nào mà cho được đồng bạc xu nào hết trơn. Đau nè, đau ốm dầu bệnh á, mặn được nhiều sao sống nhiều chứ không có mà con đứa nào cho hết trơn á. Bà thứ mấy? Thứ ba. Bà ba. Nó có bác ông chị ông đây. Ông thứ tư. Đây là ông ba. Ông ba. Dạ con chào ông. Dạ ông ba qua đây ngồi với bà đi cho vui. Ông năm nay 73 tuổi không ba? Cũng đâu có cũng xa mấy à? 39 tuổi. Rồi hàng ngày là cái công việc ông ba là đặt cửa ngục hả? Đặt cửa ngục cái chài bảy bà nữa. Chài luôn, ông biết chài cá luôn. Cài ở đây đó thì cài cũng đủ ăn. Hồi xưa đó tôi. Rồi ông lớn tuổi gì ông chài nổi không? Nổi. Là ông làm nghề cá là hồi đó giờ luôn hay sao? Là, không, hồi lúc trước đó thì đi buôn bán. Buôn bán thì biết lỗ lã quá trời không nghỉ. Nghỉ cái lên bờ đó thì văn lứ gặt chặt con bình. Chặt con bình phơi khô. Dạ. Rồi con thấy chiếc ghe của mình mục quá, nước nó có vô không không? Cũng có, nhưng dịnh cái này. Dịnh hả? À. Thấy lắc lư đó. Ngồi đây con thấy nó bị chống mặt. Nó mụn cây mục quá trơn rồi. Nhưng trước bụi lon cho nó thiêu sỏi á. Dạ. Mới chì giờ chặt này. Hỏi hai cây của thằng Thiên nè. Đang sửa hơn sao kìa, sao mục quá trơn kìa. Nghe đụng mà sập bùm ba chứ. Ông ba ngày đặt ngày xưa là đi bán xong rồi đặt cửa ngục. Không, cửa ngục cái gì đây, cái ở trong tổng đó thì đi văn lưới mà. Cái chặt thùng bình. Tôi đi chặt thùng bình còn ổng đi văn lưới. Sáng ông lớn tuổi vậy rồi sáng rồi nó có đi xuống nước đặt cửa ngục vậy đó. Có lạnh lắm không? Cũng lạnh chứ mà phải dán dở có 11 cái cửa ngục à. Giờ cúng một cấp trơn còn 6 cái. 11 cái cửa ngục mà bị ăn cắp luôn. Nói ăn cắp còn 6 cái. Trời ơi. Anh ăn cắp 5 cái rồi. Vậy không có tiền mua lợn. Bó tay luôn. Đã nghèo mà còn gặp cái heo nữa. Dạ. Đó người ta cho đó giờ bây giờ giá không nổi. Cái này là cái cửa ngục đó cô bác với anh chị. Cửa ngục là mình phải đặt ở dưới nước. Rồi sau đó sáng ngày hôm sau mình thăm. Rồi ông cho con hỏi là ông làm được bao nhiêu tiền một ngày? Trời ơi, cô có bữa bán 20-30, có bữa không đủ mua dụng. Mà nhờ bỏ thuốc được mai cái kỳ đó tôi cổng về, tôi mặn cổng về một ý là tôi mua thuốc rẻ một cây có 42.000 mà hút 6.000 cây. Rồi ông với bà là bà nấu cơm hả? Không có nấu cơm, ông nấu không á. Còn nấu không, bà có nấu đâu. Đâu có nấu được, cái ta biết. Bà cầm cái nồi muốn vớt ra gì nào vớt ra. Vớt cái nồi xuống á. Hai vợ chồng già sống ở dưới này. Rồi tối có ngủ được không ông? Mưa dột không? Dột. Cũng dột. Mưa dột. Dột xuống đỉnh này rồi thao. Chỗ nào dột quá thì lấy thao rồi. Lấy thao. Thấy đó, cái thao đằng đó là thao gì? Cái thao ấy nước thằng lên đó. Trên đó nó nhiễm xuống đó mình hứng. Giờ hứng sao cũng hứng nữa. Một nát luôn. Mưa mà hụt một cái chân. Cây bọng một cái chân cái trời. Ông có ước muốn gì không? Dạ. Cũng muốn chứ. Dạ muốn nhìn nó con em á. Giờ tôi muốn cắt cái nhà. Cắt cái nhà bây giờ nhỏ con nó cho đất mà không có tiền cắt. Con gái của ông hả? Nó cũng đất bên chồng á. Đất rất bên chồng. Giờ còn bên chồng cũng hơn cho đương. Gần đây không? Trên chợ Dương Văn chút á. Nó bên chồng á thương á, rồi chỉ ảnh với chỉ ảnh mà anh biểu thâu cho chị xung cái nền nhà. Ông xui cho hả? Ông xui á. Ông xui ông biểu hằng hằng dễ á cho.
Vô giờ cho giờ mình không có cái tiền á chú, vô cắt nhà được đủ đó, thành ra còn ở hoài đây. Thôi mày bây giờ thấy lớn tuổi rồi. Ồ, cơm này ông phơi chi ông nhỉ? Phơi đồ bán đó chú. Tàn cả cho phơi bán. Ồ, bán là sao? Bán nhiêu ký? 5.000 ký. Ký cũng khô ha. Cũng khô bán 5.000 ký. Đó mà vậy mà. Con khô kia. Cũng khô. Con này là ông bắt được đó hả? Có bóng đó, đặt cái đó nó chết rồi cái mần khô á. Sáng mần khô ăn. Sáng nay ông bà ăn cơm với gì? Ăn cơm với mà khô chiên á. Khô có dầu rồi đặt cái chê chết đó. Đó. Mần khứa khô ăn. Bây giờ ông có thể dắt cho con tham quan nhà ông được không? Được. Con ông đi nha. Dạ. Ồ, đây nuôi gà luôn nè. Con nuôi gà. Ờ, điện đâu không? Điện mình xài điện gì vậy? Điện lực. Trên nhà chú lúa. Nhỏ con nó trả tiền nó bắt mình ở đây nãy. Ở đây là hình thờ của cái này hình của thằng con tôi nó thờ. Còn hình bên kia đó tôi là ông bà thờ bà. Dòng nhỏ nó bán cái ghe rồi giờ mà không có chỗ thờ thôi tôi đem điện đây thờ luôn. Cái dắt này cái thao này con coi được không? Dạ. Gì ở trên bờ đó sẽ xuống cho trục cái đạo ngoài qua. Dạ. Đi nói là ngày giờ có chuyện gãy. Trời ơi. Cái mụn của ông với bà đó hả? Hôm nay bước mạnh là gãy luôn á. Bước mạnh gãy. Trời. Này có khi nào lọt cái chân dưới không? Đi cái chỗ cứng á. Ôi. Chỗ đó giờ gãy đó đụng gãy tùm lum tùm la chân rồi nói ra sao được. Kìa nó gãy luôn kìa ông. Gãy luôn cây đó rồi. Rồi nó sập rồi sao? Thì giờ nó muốn thật bây giờ cây không có trời còn thường xuyên nó dở nhà đó. Nhưng dở ghe đó rồi chính cái kia nó hai cây đà ngang vậy. Con bởi vì không biết nói gì luôn á. Này là măng giật nấu măng không hả? Trời ơi, người ta cho. Dạ. Yeah. Người ta ăn không hết, người ta cho. Cái này là gì không? Cái buồn hả? Cái cọc tiêu. Nhà vệ sinh bên đó đó không hả? Bên đó. Mà yeah. Muốn thập hơn cái chân rồi đi, không dám đi. Dạ. Yeah. Ôi. Bên đây là để làm gì không? Bên đây xuống rửa chén cái đồ. Múc nước rửa chén đó hả? Trời ơi. Này là ông dự trữ nước đó hả? Những cái nước nấu cơm. Nút múc ở dưới này luôn hay sao? Múc đó luôn, lên nút phèn. Rồi ông vệ sinh bên đây. Ông đi vệ sinh ở bên đây, múc nước bên đây nấu cơm. Mình đi hôm lúc mình đi vệ sinh đó, nước nước trong mất mẹ ra rồi. Rồi qua bữa sau mình có múc. Ok quá. Nè, cái nhà vệ sinh ở đây nè cô bác của anh chị. Thương ghê không? Còn chỗ này là ông rửa chén luôn nè. Nó cách nhau á khoảng chừng 1 mét thôi à. Thôi bây giờ con ông dắt con ra trước đi. Cô bác của anh chị thấy hoàn cảnh của ông ba với lại bà ba khổ không? Khổ ghê luôn á. Này không dám bước luôn. Mỗi lần đi đâu cứ nhắc bùi hộ chỗ này nè, miếng ván này gãy nè. Trời. Thờ ông Địa, ông thần tài nữa cơ. Ông thờ thần tài vậy. Ai bỏ rồi ta thấy ổng ấy tụi mày ổng dạ. Mình thờ nhớ thần thờ. Nhớ thờ thờ là ông Địa thần tài rồi. Ủa có ai đâu bỏ trong đình rồi mình đó. Giờ con thấy nhớ lên cho. Ở trên nó dừng cái miếng măng vải măng đô á. Vải. Đặng cho nó mát. Đặng cho nó mát tại. Quá nóng. Nóng quá nóng. Nóng. Bên đây bà nuôi gà để đây đó hả? Đó nuôi thỏ. Thỏ bây giờ thỏ cực quá cực rồi ăn quá ăn chịu không nổi. Dạ. Bán. Muốn không cắt ấy không cắt, có cắt cho muốn rồi mà một ngày nhiều lắm. À đây là cái trê ông đặt được đấy hả? Cái trê đó. Mà cái gì đó chứ cho mà một một bao gạo đó mà không biết ở đâu rồi. Thấy cái trê dậm nó hoài.
xuống cho vậy? À, cô kia cho một bao gạo hả? À, cho mười một cái gạo. Mày thấy gì vậy? Mà không biết người đó ở đâu, không biết. Tự cho luôn. Ờ, ôm xuống đây. Mình đem xuống đây á. Dạ. Cho. Giờ cái bà thì ta biến, còn ông thì làm đặt 12 cửa ngục để nuôi bà. À. Nấu cơm, nấu đồ. Giờ cảnh nhân gốc gốc tre ghim vô cái lít dọn dọn khé đó gốc mướn ta. Thôi hôm nay con đến đây con cũng tình cờ được chị Nguyệt giới thiệu đó. Con cũng không có chuẩn bị nhiều. Thì con mong là cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân có thể chung tay giúp đỡ cho ông ba bà ba đỡ phần nào. Đây là cái con gửi cho ông ba bà ba. Cảm ơn nha. Con mười hồ. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Dạ 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 bà ba. Cố gắng trị bệnh nha ba. Dạ. Ông ba nói gì? Anh chị ra nhưng mà chúc cho 500 ngàn này cũng tôi cũng cảm ơn chú à. Con hôm nay con thì đi không có chuẩn bị nhiều, với lại con có nhiều thì lòng của con giúp ông được nhiều thì con giúp. Cảm ơn chú. Thưa bà ba, ông ba con về nha. Cảm ơn chú. Ờ, hồi nãy mình đi xuống thì ông đang ở trên này và ông ngồi gót mướn nè. Đó, ông mới về, ông mới gặp mình, ông mới về. Mà chạy ngang tính đi về thì gặp ông ngồi gót ở đây. Cái này là gót gì ông? Gót gì? Dạ. Là ghim chỗ này nè. À, là cái cây này đây. Cái cây này đó ghim gì đó. Để cho nó cứng cái cần xé. Lũng hết trơn rồi, rồi chúng ta đã nhầm ra mướn mình gót. Dạ. Gót một cây viền nè. Cây ngang à? Trời ơi. Ngày ông gót được nhiêu cây vậy? Tự khi mơ giờ mới có 100 cây. Là từ hồi sáng giờ luôn. Đo tay không ông? Hả? Đo tay không? Không. Cô có cái tay cầm chặt thì nó ê rồi. Dạ. Ôi ôi. Ông gót cây như thế này là thành phẩm đấy hả ông? Dầu rồi đó, vậy luôn ghim lên rồi ta. Dạ. Ông ba con ấy bảy mấy tuổi mà giờ này 12 giờ trưa rồi. Mày vẫn còn làm kìa. Mệt không ông? Không mệt. Cái này cũng không mệt, do mình ngồi trong mát không à. Cái công việc này ông thường làm không? Làm hoài chứ, ai muốn thì làm à. Ai muốn thì làm à. Ừ. Rồi mình bẻ rồi mình uống vô cho ta luôn hay người ta tự uống? Uống vô trong tay luôn. Mình uống vô đây luôn? Ừ. Ồ, mình uống vô đây mà người ta có trả tiền mình thêm không? Có, trả thêm. Là nhiêu nữa không? Trả thêm vậy là 100 cây này đó rồi làm cho người ta đó thì người ta trả hết thảy là 250 ngàn. 250 ngàn mà làm trả 2 ngày. Có nghĩa là một cây thì gót 1 ngàn, còn ông đang vô đây là 1.500 cây nữa. Là 100 cây là hết là 250 ngàn, là làm ông làm vô đây luôn? Làm vô đây luôn. Dạ. Con đâu biết ông đâu, nói ông gót ở đây, gót ở đây mà con đâu có biết đâu. Mà lâu lâu vậy làm cho người ta gì đây có khoảng chừng 2-3 tháng mới hơn 100 muối nữa. Dạ. Chứ giờ đâu mà phải mà hơn gì. Tại vì người ta dưỡng cái cần khé này nè. Cái cần khé này mua chạy ra tới 120 ngàn một cần vậy. Dạ. Nhưng mà mình gót mình cập vô thì nó sẽ xài lâu hơn. Xài lâu. Cũng như là cái này là nó nắm mấy lâu đó, đầu ghim này nó bị gãy. Dạ. Gãy hư chứ. Dạ. Rồi mà mất kim chăm hoài thì cái vỏ mình xài được lâu. Dạ. Già mà còn khổ ghê. Con tính đi về, con lên đây là ông nói chuyện với con là ông lên đây ông làm liền luôn. Làm liền luôn, ăn cho dầu dầu để đây còn mất cái đổ cái ngục. Xong 5 giờ còn đi đổ nữa. Ông gót xong hết chưa? Xong hết rồi đó. Xong hết rồi. Nguyên một đống luôn này cô bác anh chị. Mình phải, ông phải đạn ra. Đạn ra hai đầu rồi sao mà không gốc ra. Chặt như này. Làm mình dấu mình chặt. Chặt rồi mới hột xước ra. Xước ra. Đau tay á. Kê vô đầu gối. Kê vô đầu gối nặng. Hiện nay kê vô đầu gối cái nặng gì vậy? Nặng gì cái nặng nó bật ra. Bật ra nấm bệnh luôn. Rồi con thôi con đi nha. Dạ, trời ơi khổ ghê á. Thôi ông giờ em nghỉ ngơi nha.